bà nhân vlog mang thai vẫn làm clip múc bằng, ăn uống vô tội vạ, đáp trả khi con trong bụng bị chủ ẻo. Sau khoảng thời gian gần 6 năm ròng rã kiếm con, cuối cùng bà nhân vlog, YouTuber Lê Thị Đức Nhân, chủ kênh Vợ Chồng Nhà Nhân GP, đã bất ngờ thông báo mang thai con đầu lòng. Tin vui này được chính cô thông báo ngay khi que thử thai hiện lên hai vạch. Dù nhiều người khuyên rằng cô nên tém tém lại, chờ đến khi thai khỏe mạnh hẳn công bố. Mặc dù vậy nhưng ai cũng chúc phúc cho hai mẹ con có một thai kỳ khỏe mạnh. Khác với hình ảnh nhỏ nhắn trước đây, kể từ khi mang bầu, bà Nhân trông có vẻ tròn trịa, đầy đặn hơn hẳn. Thân sắc của cô trông cũng được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, điều khán giả lo lắng chính là việc cô vẫn tiếp tục múc bằng như khi chưa làm mẹ. Các clip múc ben được bà Nhân sản xuất đều đều. Nếu là trước đây, việc ăn nhiều, ăn nhanh sẽ khiến người xem cảm thấy thu hút và ngon miệng. Thế nhưng, hiện tại, khán giả chỉ lo rằng em bé sẽ thừa dinh dưỡng mà thôi. Cư dân mạng soi ra rằng thực đơn mỗi ngày của bà Nhân chẳng hề giống thực đơn của bà bầu. Không chỉ khối lượng thức ăn lớn mà nhiều bữa, khán giả còn thấy bà Nhân ăn đồ cay, mỡ hoặc tẩm ướp quá nhiều gia vị. Nhiều người cho rằng con của vợ chồng bà Nhân là con cầu con khẩn mà sao lại chăm một cách vô tội vạ thế này. Chế độ dinh dưỡng chưa phù hợp có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé trong bụng mẹ. Chưa kể, bản thân cơ thể bà Nhân cũng sẽ có những thay đổi không ngờ nếu không ăn uống điều độ. Vấn đề thừa cân của bà Nhân khán giả có thể dễ dàng thấy trong những clip gần đây của cô. Việc ăn nhiều, không đúng thực đơn có thể khiến mẹ tăng cân mà con lại không hấp thụ được mấy chất dinh dưỡng. Chưa kể việc ăn uống không có chế độ rõ ràng sẽ khiến người mẹ khó lấy lại vóc dáng sau sinh. Trái ngược với sự lo lắng của khán giả, trên các nền tảng mạng xã hội, bà Nhân Vlog vẫn bình thản, thường xuyên cập nhật các hoạt động của mình trên hành trình mang thai con đầu lòng. Bên cạnh những lời chúc mừng, nữ YouTuber cũng không tránh khỏi những bình luận tiêu cực khiến cô không khỏi buồn lòng. Mới đây nhất, bà Nhân Vlog khoe khoảnh khắc được chồng đón về Nhật tại sân bay sau thời gian xa cách. Kèm theo video này, bà Nhân Vlog đăng tải dòng trạng thái hạnh phúc, cuối cùng cũng được biết cảm giác đi hai về ba. Tưởng chừng như video tích cực này cũng sẽ nhận về những bình luận tích cực thì nổi lên một bình luận khiến bà Nhân Vlog vô cùng bức xúc và giận dữ. Theo đó, người này để lại bình luận, vài bữa sảy thai cái đi hai về một. Ngay lập tức, bà Nhân Vlog không ngần ngại chụp lại màn hình, đăng lên trang cá nhân với dòng trạng thái, cũng là phụ nữ như nhau, nhưng sao nhiều người họ ác quá. Ngay sau khi bài đăng này của bà Nhân Vlog xuất hiện, lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi bức xúc trước bình luận và hàm ý của cư dân mạng này. Bên cạnh đó, phần đông cư dân mạng đều gửi bình luận động viên đến bà Nhân Vlog, mong cô bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe để không làm ảnh hưởng đến bản thân và đứa bé trong bụng. Về phía bà Nhân Vlog, khi nhận được nhiều tình cảm quý giá của mọi người, cô cũng đáp lại đầy chân tình, nhiều lúc nghĩ cũng may mắn thật sự. Bản thân tuy không có gia đình bên cạnh hay người thân bảo vệ, trừ anh Teru mà mấy vấn đề nói hay chửi này là ổng thua. Nhưng Nhân có mọi người, đúng nghĩa hơn là có tất cả mọi người vẫn ở bên cạnh, lên tiếng nói giúp mẹ con Nhân, ngàn lần cảm ơn mọi người. Trước đó, bà Nhân chia sẻ về việc thụ tinh nhân tạo để có con đầu lòng với chồng Nhật Bản. Đây cũng là mong mỏi lớn nhất của hai vợ chồng sau nhiều năm chung sống. Để thực hiện ước mơ làm mẹ, bà Nhân Vlog và ông xã người Nhật đã cùng nhau về Việt Nam để thực hiện quá trình thụ tinh nhân tạo với hy vọng sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, drama bùng nổ khi bà Nhân Vlog và bác sĩ T phát sinh mâu thuẫn,